các em học sinh đứng nghiêm túc lại nè. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em ạ. Xin cảm ơn bà giáo viên của khối lớp 1. Sau đây xin xuất tên một các em học sinh của khối lớp 2 đã hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện. Quách Bảo Ân, xin lỗi với các học sinh lớp 21 trước các em. Quách Bảo Ân, Nguyễn Thị Minh Cung, Nguyễn Thị Minh Hằng, Lý Đăng Khoa, Nguyễn Thiên Kim, Nguyễn Phương Nguyệt, Thạch Thị Ngọc Nhi, Thạch Thị Bô Pha, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Yến. Các học sinh lớp 22: Võ Mộng Cầm, Nguyễn Thị Bảo Châu, Bùi Quế Chi, Nguyễn Ngọc Hân, Lê Hồng Hoa, Dương Nguyễn Hưng, Trần Thị Tường Lam, Nguyễn Quỳnh Thảo Mai, Nguyễn Thị Diễm My, Quỳnh Thị Bích Ngọc và các em học sinh lớp 23: Thạch Kim Bang, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Thạch Thị My Na, Thạch Sê La, Sơn Ngọc Thảo và em Thạch Thị Minh Thư. Xin trân trọng kính mời ba giáo viên chủ nhiệm của khối lớp 2 lên bước lên đẩy đài để trao phần thưởng cũng như là giấy khen cho các em đã đạt thành tích xuất sắc. Xin trân trọng kính mời. Ba thầy cô nán lại chụp hình với các em học sinh luôn. Đủ chưa? Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em ạ. À.
cảm ơn ba giáo viên của khối lớp 2. Sau đây thì xin xướng tên các em học sinh đã đạt thành tích xuất sắc nội dung các môn học tập, xin lỗi học tập và rèn luyện của khối lớp 3. Các học sinh lớp 3-1 á: Thạch Thị Thúy Hoa, Tăng Thị Si Nôn, Quỳnh Thiên Phú, Thạch Thị Thúy Quyên, Đặng Thanh Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Phương, Đỗ Thị Thanh Tèn, Thạch Lý Thị Xuân Trang, Lê Quỳnh Ngọc Triệu, Thạch Minh Trí và em Kim Thị Như Ý. Sau đây là học sinh lớp 3-2: Quỳnh Trung Kiên, Nguyễn Thị Quỳnh Loan, Trần Diễm My, Lê Ngọc Phúc, Lâm Nguyễn Anh Thơ, Lương Thị Anh Thư, Dương Tinh và các em học sinh lớp 3-3: Trần Thanh Quế, Lê Thị Ngọc Hoa, Thạch Thị Anh Thư, Thạch Thị Kiều Như, Kim Minh Thái và em Sơn Thanh Kiều. Xin trân trọng kính mời ba giáo viên của khối chủ nhiệm của khối lớp 3 bước lên để đài để trao phần thưởng và giấy khen cho các học sinh đã đạt thành tích xuất sắc trên. Xin trân trọng kính mời. Trên lễ đài là các gương mặt học sinh đã hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích các em ạ. Xin cảm ơn ba giáo viên chủ nhiệm của lớp khối lớp 3. Sau đây thầy xướng tên các em học sinh đã đạt thành tích của lớp 4, các khối lớp 4. Các học sinh lớp 4-1: La Ngọc Châu, Mai Thị Ngọc Hoa, Dương Cẩm Hướng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Quyền Trân, Nguyễn Tấn Du. Xin lỗi, là Nguyễn Tấn Du là học sinh lớp 4-2 ha. Dương Hải Đăng, Võ Văn Hùng, Trần Quốc Huy, Nguyễn Quỳnh Anh Thơ, Nguyễn Lâm Vũ, Trần Ngọc Ý và các học sinh lớp 4-3: Thạch Thị Hạnh, Kim Thị Tiết Hân, Trần Thị Sô Manh Thi, Thạch Duy Tân, Phạm Nhật Trường. Xin trân trọng kính mời ba giáo viên chủ nhiệm của khối lớp 4 lên lễ đài để phát giấy khen và phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời. Thầy ra đâu ạ?
xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em ạ. Xin cảm ơn ban giáo viên của khối lớp 4. Sau đây thầy xứng tên các học sinh đã hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện của khối lớp 5. Trước hết là học sinh lớp 5-1 á, Thái Su Đi, Kiên Thị Thanh Hiền, Thạch Thị Thu Thảo, Trần Minh Thư, Lê Ngọc Thảo Vi, Trương Thị Thí Vi, Sơn Ngọc Ký. Các học sinh lớp 5-2, Nguyễn Thị Kiều Linh, Bùi Thị Anh Thơ, Quỳnh Vũ Thuần, Tô Tường Vi. Các học sinh lớp 5-3, Nguyễn Quốc Duy, Lê Thị Hồng Gấm, Kim Thị Thanh Nga, Lý Thị Yến Nhi, Thạch Thị Phi Say, Thạch Thị Mỹ Tiên, Thạch Thị Ngọc Trinh. Xin trân trọng kính mời thầy Tuấn và thầy Phát của giáo viên có lớp 5 và thầy Dương Văn Quý hiệu phó hiệu trưởng của nhà trường lên phát ra giấy khen và phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời. Để chúc mừng thành tích của các em, xin một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin trân trọng ba thầy. Ngoài việc là các em học sinh, chúng ta vừa chứng kiến là lễ phát thưởng cho 189 học sinh đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện. Thì ngoài cái việc các em đã đạt, các em mà đạt thành tích toàn diện đó, thì bên cạnh đó còn có rất là nhiều em có thành tích nổi bật trong một trong những môn học và đã được nhà trường và thầy cô chọn ra để khen thưởng. Thì sau đây thầy sẽ
đọc tên những em đã đạt được thành tích trên. Lớp 5-1 thì Thạch Thị Quanh Đà, Hồ Thị Thanh Ngân, Thạch Anh Tú, Kim Thị Tú Ngân và Lâm Hữu Tính. Bốn em, ngoài em tính ra thì bốn em là đã bước lên để đài đó, hoàn thành xuất sắc nội dung học tập môn toán và tiếng Việt. Còn riêng em Lâm Hữu Tính đã hoàn thành xuất sắc nội dung của môn mỹ thuật. Sau đây thầy xướng tên của các em học sinh lớp 5-2 đã hoàn thành xuất sắc nội dung môn âm nhạc: Nguyễn Bảo Nhi, Nguyễn Thị Bích Trâm, và hoàn thành xuất sắc nội dung môn mỹ thuật là em Nguyễn Anh Thư, hoàn thành xuất sắc nội dung môn tiếng Việt là Hồ Ngọc Quyền Trân. Và các em có học sinh của lớp 4-1 đã hoàn thành xuất sắc nội dung môn âm nhạc là Nguyễn Kỳ Duyên, Nguyễn Nguyệt Huế, Thạch Thị Cẩm Tú. Và học sinh lớp 4-3 cũng hoàn thành xuất sắc nội dung học tập môn âm nhạc là Thái Thị Ngọc Hiền. Học sinh lớp 22 hoàn thành xuất sắc nội dung môn âm nhạc: Dương Tiểu Ngọc, rồi Quỳnh Thị Kim Ngân cũng là học sinh lớp 22 cũng hoàn thành xuất sắc nội dung học tập môn âm nhạc. Rồi hoàn thành xuất sắc nội dung môn mỹ thuật thì có em học sinh Nguyễn Thị Yến Ngọc của lớp 22. Và ngoài ra còn có hai học sinh của lớp 1-2 đã hoàn thành xuất sắc nội dung học tập của môn âm nhạc, đó là em Dương Thị Thùy Duyên, và hoàn thành xuất sắc nội dung môn mỹ thuật đó là em Đoàn Nhật Khánh Ngọc. Sau đây trân trọng kính mời cô Hồ Thanh Nhật và thầy Lê Quốc Hoài bước lên đại đài để trao giấy khen và phần thưởng cho các em đã đạt được thành tích trên. Xin trân trọng kính mời thầy với cô. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của các em ạ. Xin cảm ơn cô Nhật và thầy Hoài. Chúng ta đã chứng kiến các học sinh đã đạt được cái thành tích về học tập cũng như là về phong trào của cấp trường. Thì trường tiểu học Phú Cần A năm học 2016-2017 cũng đã đạt được cái thành tích ở cấp cao hơn, đó là cấp huyện. Sau đây thầy mời hai em đã đạt được hội thi tiếng Anh trên Internet của cấp huyện và đạt và hội thi giải toán bằng tiếng Việt trên Internet. Một, Mai Thị Ngọc Hoa là đạt giải khuyến khích trong hội thi tiếng Anh trên Internet của học sinh lớp 4. Xin trân trọng kính mời em. Em này thì cũng đã đạt luôn giải ba của hội thi USE của bên cấp huyện. Thì phần này thì em đã nhận rồi. Và hai là Sơn Ngọc Vũ, học sinh lớp 1, đạt giải ba hội thi giải toán bằng tiếng Việt trên Internet. Trân trọng kính mời thầy Bình. Chúng ta lên phát giấy khen và phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời thầy. Sơn Ngọc Vũ đâu ạ? Chàng trai này khó mời quá.
em chịu khó đợi tí nha. Tại này cấp huyện lãnh thì hơi lâu tí ha. Cũng xin thông báo thêm là cái giải 3 240 và giải khuyến khích 120 thì số tiền của các em đã nhận xong. Bây giờ chỉ nhận là giấy khen thôi. Xin chào pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích các em. Ngoài cái đạt giải cấp huyện về internet thì bên thi tiếng Khmer thì học sinh của trường tiểu học Phú Cần A cũng đã đạt nhiều giải trong cái kỳ thi vở sạch chữ đẹp tiếng dân tộc Khmer. Thì sau đây kính mời các em có tên sau đây bước lên để đài để chúng ta nhận thưởng. Thạch Thị Ngọc Nhi lớp 2 đạt giải khuyến khích. Trong Trần Minh Thư giải nhì lớp 5. Thạch Thị Hạnh khuyến khích có học sinh lớp 4. Sau đây trân trọng kính mời cô Thạch Thị Ba Hạnh, giáo viên dạy tiếng dân tộc, dạy tiếng Khmer, lên phát giấy khen và phần thưởng cho các em. Xin trân trọng kính mời cô. Bây giờ chỉ có hiện vật thôi các em, còn hiện kim thì các em đã nhận rồi. Chỉ có kèm theo luôn. Chúc mừng các em ha. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của ba em à. Rồi. Xin cảm ơn cô Hạnh. Ngoài ra, một thành tích nổi bật nhất của trường tiểu học Phú Cần A thì đó là một trong kỳ thi vở sạch chữ đẹp của cấp tiếng Khmer của cấp tỉnh thì có một em học sinh đã xuất sắc đạt được nhì trong kỳ thi viết chữ sạch chữ đẹp cấp tỉnh. Thì đó là em Trần Minh Thư. Xin trân trọng kính mời em bước lên lễ đài để chúng ta nhận giấy khen và phần thưởng. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Hoàng Dũng, hiệu trưởng nhà trường, lên phát giấy khen và phần thưởng cho em Trần Minh Thư. Xin trân trọng kính mời thầy. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thành tích của em Trần Minh Thư. Rồi, xin cảm ơn thầy Dũng. Thì phần phát giấy khen và phần thưởng cho các em học sinh đến đây của phần học tập và rèn luyện và một số phong trào đã xong. Thì phần giấy khen và phần thưởng cho các em thi nghi thức đội thì thầy sẽ xin nhường lời lại cho thầy Trung Hoài Hẳn, tổng phụ trách đội của trường. Xin trân trọng kính chào.